Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và chủ đề video hôm nay sẽ là suy nghĩ của họ về bạn lúc này. Và đây là một trải bài chung, các bạn nhớ đón nhận nó một cách cởi mở và có chọn lọc. Bạn nào muốn có trải bài riêng thì có thể liên hệ với mình ở phần mô tả. Và với chủ đề này thì mình đã chuẩn bị sẵn 4 viên đá tương ứng với 4 tụ bài. Các bạn có thể nghĩ về đối tượng của mình và chọn cho mình một tụ bài mà mình cảm thấy kết nối. Các bạn cũng có thể chọn 2 tụ cho 2 người hoặc 2 tụ cho 1 người. 1, 2, 3, 4. Suy nghĩ của họ về bạn lúc này. 1, 2, 3, 4. Nếu mà các bạn không chọn kịp thì các bạn có thể bấm dừng video và chọn cho mình một tụ bài ha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ số 1 là viên đá màu vàng nhé. Đây là viên đá của tụ số 1 ha. Để xem một chút là cái người mà bạn hỏi tới họ mang năng lượng như thế nào, họ là người như thế nào trước ha. Và nếu mà các bạn kết nối thì các bạn có thể xem tiếp, còn không thì các bạn có thể chọn lại nhé. Mình cảm thấy cái người này họ khá là gai góc, có vẻ như họ khá là lạnh lùng, nhưng mà bên trong họ cũng là một người sống khá là tình cảm. Cái cách thể hiện biểu đạt cảm xúc của họ không được tốt lắm. Và mình cũng cảm thấy rằng người này có một cách biểu hiện biểu đạt cảm xúc khiến người khác có thể cảm thấy khó chịu, mặc dù là trong lòng của họ không có nghĩ như vậy. Ở đây có new love cho thấy rằng đây là một người mới, một người mà bạn mới nảy sinh tình cảm. Họ mới bước vào trong cuộc sống của bạn gần đây và giữa hai người có rất là nhiều passion với nhau, rất là nhiều đam mê với nhau. Mình cũng cảm thấy rằng là người này á, họ thực sự có tình cảm với bạn, nhưng giống như cái cách họ hay biểu đạt cảm xúc của họ ra ngoài thì họ lại thể hiện rằng họ không có để ý bạn mấy. Họ cứ lững lờ với bạn, kiểu một mối quan hệ mập mờ vậy. Họ không rõ ràng cho bạn biết là họ muốn điều gì ở bạn, họ có thích bạn không, họ có thực sự để ý tới bạn không. Và bạn đang bị rối bởi vì cái năng lượng người này tạo ra khiến bạn không có xác định được họ có thực sự dành tình cảm cho bạn không. Ở đây có Metro Woman cho thấy rằng là nếu mà người mà bạn hỏi tới là một đối tượng nữ thì người này rất là xinh đẹp. Còn nếu như bạn là nữ ở đây á, thì trong mắt họ á, bạn rất là xinh đẹp, bạn rất là quyến rũ và thu hút luôn. Và nhìn rất là sang á. Coating Man cho thấy rằng cái năng lượng nam tính hoặc là người nam trong cái trải bài này rất là đẹp trai, phong độ. Cũng đang trong cái độ tuổi mà hẹn hò tán tỉnh, đang cho mình được mở rộng mối quan hệ của mình để tìm kiếm cho mình một tình yêu. Và bạn là một trong những cái đối tượng mà họ đang nhắm tới, họ đang nghĩ về. Tuy nhiên mình thấy ở đây năng lượng không có mạnh mẽ hướng về phía bạn. Ở đây có Pathline cho thấy rằng là các bạn có kết nối từ tiền kiếp với nhau, các bạn đã quen biết nhau qua nhiều kiếp sống rồi. Mình cảm thấy là mặc dù các bạn biết nhau qua nhiều kiếp sống nhưng mà những cái kết nối nó hơi hời hợt. Các bạn chưa thực sự có một cái kết nối nào đó mang tính sâu đậm hay là mang tính karma đặc biệt nặng ấy. Mình cảm thấy bạn hay quan sát họ từ phía xa, phía sau, hoặc là quan sát họ qua mạng xã hội là nhiều. Hai người giao tiếp với nhau khá là ít. Ok. Bây giờ mình sẽ xem là cái suy nghĩ của họ về bạn lúc này ha. Mình cảm thấy họ cũng không xác định được là họ đang nghĩ gì về bạn, họ đánh giá sao về bạn. Họ cũng chỉ biết nhìn bạn vậy thôi. Và những cái đánh giá của họ, họ không chắc chắn bởi vì họ chưa thực sự cảm thấy là mình hiểu sâu về bạn. Có vẻ như là bạn luôn là một hình bóng, một hình ảnh mà là trung tâm của mọi ánh nhìn, của mọi cuộc hội ngộ, mọi cuộc chơi, mọi cái sự chú ý. Và có thể là họ cũng là người như vậy, nhưng mà họ lại thấy bạn có một cái sức hút rất là đặc biệt, rất là riêng. Vì vậy nên họ cũng thấy là có một cái khoảng cách nào đó với bạn mà họ không thể nào với tới, không thể chạm vào được. Ở đây có chín gậy cho thấy rằng họ đánh giá bạn là một người mà có một cái ranh giới rất là rõ ràng. Bạn rất là bảo vệ bản thân mình, bạn là người nhạy cảm. Và mình thấy ở đây là họ cũng thấy rằng bạn là một người mà có vẻ như mới trải qua một nỗi đau nào đó,
nó liên quan đến cái cuộc sống riêng của bạn. Ở đây không hẳn là chuyện tình cảm, cảm xúc, nhưng mà mình thấy ở đây á, đó là cái nỗi đau này, cái vết thương này á, nó vẫn còn hẳn ở đó, và họ cảm thấy rằng thời điểm này họ không nên cố gắng để mà xâm nhập vào cuộc sống của bạn hay là tiếp cận bạn, bởi vì rất là dễ để mà khiến cho cái mối quan hệ của cả hai người nó đi xuống thay vì là nó phát triển. Ở đây có hai xu cho thấy rằng họ đánh giá bạn là một người khá là vui vẻ, vui tính, hòa nhiệt, nhiệt huyết, đầy đam mê, đầy cảm xúc, nhưng mà nó không phải là hừng hực giống như cung lửa, mà bạn có cái sự đam mê, cảm xúc này là vì tuổi trẻ, bạn mang một cái năng lượng rất là tươi mới. Bạn cho họ cái cảm xúc rằng là bạn luôn là một người khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ khi mà ở bên cạnh, và họ cũng như vậy. Suy nghĩ của họ về bạn lúc này, họ thấy rằng bạn không hoàn toàn hướng về phía họ, bạn có thể là có ai đó khác, hoặc là bạn bởi vì có nhiều người theo đuổi, mặc dù là bạn độc thân nhưng mà bạn không phải là một người mà chìm nghỉm, không có ai để ý tới. Bạn là một người mà thu hút nhiều ánh nhìn, nhưng mà không phải ai cũng có thể bước vào cuộc sống của bạn. Họ đánh giá bạn cũng là một người khá là khó tính, bạn không được tỉ mỉ lắm. Nhưng mà khi mà càng ngày càng tiếp xúc nhiều với bạn, càng biết thêm nhiều với bạn, thì họ lại thấy rằng bạn hoàn toàn không phải là một con người mà họ đánh giá ở vẻ bề ngoài như vậy. Cho nên họ mới bị vô định trong cái cách nhìn nhận của họ về phía bạn, là về con người của bạn. Có vẻ như người này họ theo dõi bạn khá là nhiều, dù là qua nhiều hình thức như thế nào, thì mình cũng thấy ở đây đó là họ chú ý khá khá nhiều về bạn á, chứ không phải là ít đâu ha. Nhưng mà nó cũng không phải là quá nhiều hay là dày đặc giống như là paparazzi mà đi theo dõi các ngôi sao đâu, kiểu vậy, không hẳn là như vậy. The High Priestess cho thấy rằng họ đánh giá bạn là một người rất là thông minh, xinh đẹp, tuyệt vời luôn. Bạn cũng là người mà có cái kiến thức, cái trí tuệ, cái sự sáng tạo bên trong mình. Bạn cũng có một cái sự giác ngộ tỉnh thức. Và mình thấy ở đây nếu như mà bạn là người theo đạo và hai người có đi chung nhà thờ hay là đi chung cái hội nhóm, thì mình thấy ở đây họ hay để ý bạn qua những cái hoạt động chung như vậy. Họ hay nhìn về phía bạn, có người nhìn ra cái ánh mắt của họ luôn hướng về phía bạn. Mình thấy người này ở thời điểm hiện tại hơi buồn. Ở đây có 4 gậy. Trong cái suy nghĩ của họ về phía bạn thì bạn có cái gì đó rất là chắc chắn. Họ đánh giá bạn là một người mà đáng tin cậy. Càng ngày khi mà càng biết nhiều về bạn á, thì họ càng cảm thấy bạn thực sự rất là trưởng thành, rất là già dặn trong linh hồn của mình. Bạn là một người rất là yêu thương, trân trọng và biết cách bảo vệ gia đình của mình. Gia đình ở đây á, bao gồm cả cái cộng đồng mà bạn tham gia, bạn cũng coi là gia đình, thì bạn cũng sẵn sàng bảo vệ nó. Mình đang cố gắng để mà quan sát xem là tại sao họ cứ nhìn về phía bạn và có một chút buồn như vậy. Mình chỉ thấy họ ngẩn ngơ thôi. Còn bạn đang rất là vui vẻ, đang cười nói. Hình ảnh của mình cảm giác được giống như là một người mang một cái tình cảm đơn phương vậy. Tuy nhiên ở đây mình lại thấy rằng không hẳn đâu ha. Bởi vì mình thấy bạn cũng là người mà khá là chú ý tới người này. Bạn cũng là người dành tình cảm cho người này. Nhưng mà không biết sao họ lại cảm thấy rằng bạn không phải là người mà thực sự chỉ dành tình cảm cho họ đâu, mà bạn còn nhiều đối tượng khác, hoặc là bây giờ bạn đã có bạn trai, bạn gái rồi, bạn đã có người yêu, bạn đã có người trong lòng rồi. Cho nên là họ đang cố gắng để dùng công việc của mình, họ đang cố gắng học tập thật là tốt để mà tạo được một cái sự chú ý với bạn, đồng thời là có thể là quên bớt đi bạn và không nghĩ đến bạn quá nhiều. Thực ra cái tiếng lòng trong họ luôn cho họ biết rằng là thực sự họ có dành tình cảm cho bạn. Nhưng mà bên ngoài á, thì họ luôn cố gắng để phủ nhận cái điều đó. Ở đây còn The Lady, nhưng mà nó ngược cho thấy rằng là cái mối quan hệ này ở cái thời điểm hiện tại có vẻ như là nó có những cái yếu tố mà khiến cho cái mối quan hệ này không thể phát triển thành một mối quan hệ chính thức được ở ngay thời điểm mà bạn xem trải bài này ha. Nhưng mà tương lai thì mình chưa thể nói được cái điều gì chắc chắn.
trong cái mối quan hệ này, khi mà mình trả bài cho các bạn, mình thấy rằng là có lẽ mối quan hệ này cần thêm thời gian để các bạn có thể xác định rõ cái tình cảm cảm xúc của mình dành cho nhau này, và cũng như là cần thời gian để các bạn thực sự để cho cái tình cảm á, nó nhiều lên đấy, cái sức đam mê, cái sự thu hút với nhau và cái sợi dây kết nối của cả hai người nó càng ngày càng bền chặt hơn á, thì cái tình cảm này nó mới thực sự có thể nó đâm chồi nảy lộc được. Cái the lady này nó mới có thể xuôi được, nó mới có thể sản sinh ra được một cái mối quan hệ mới, một cái chương mới cho cái mối quan hệ này. Họ đánh giá bạn càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng già dặn. Có cái gì đó mà những cái bước ban đầu, những cái vẻ bề ngoài của bạn á, họ nhìn qua và họ không có thu hút mấy, nhưng mà khi mà càng hiểu sâu về bạn á, họ càng ngày càng thấy bạn rất là xinh đẹp. Bạn không những có cái vẻ đẹp bên ngoài mà vẻ đẹp bên trong nó cũng rất là xuất sắc. Và chính vì có hai cái yếu tố tuyệt vời kết hợp với nhau như vậy, cho nên bạn thực sự khiến cho họ cảm thấy họ muốn chinh phục, họ muốn được tán tỉnh bạn. Vẫn như lúc nãy mình nói, mặc dù họ muốn nhiều như thế, cái tiếng lòng của họ rộn ràng như thế, nhưng mà cái hành động bên ngoài á, thì giống như là con hến vậy, câm luôn. Ở đây vẻ như cái mối quan hệ này nó sẽ cần nhiều hơn cái sự kết nối, có nhiều người xung quanh, các bạn tham gia chung hội nhóm này, chung cộng đồng này, thì các bạn mới có cái cơ hội để mà có thể đưa cái mối quan hệ này phát triển lên. Soulmate ha, chắc chắn rồi, đây là soulmate của bạn nha. Ở đây có part line nữa cho thấy rằng cả hai người cái sợi dây kết nối ngày càng được bền chặt hơn. Hãy cho mình mở lòng nha, hãy cho mình mở lòng và hãy cho mình được thể hiện tình cảm của bạn nhiều hơn. Bạn xứng đáng được yêu, bạn xứng đáng nhận về cho mình những cái cảm xúc lãng mạn, được đón nhận cái cuộc sống tuyệt vời mà tình yêu mang lại. Ở đây có love yourself cho thấy rằng là bạn cũng cần phải yêu thương bạn thân mình nữa nhé. Vậy nên là cũng đừng có đam mê họ mà bỏ quên bản thân mình. Bởi vì bạn càng yêu bản thân mình bao nhiêu á, thì họ sẽ yêu bạn bấy nhiêu. Họ sẽ nhìn ra cái vẻ đẹp bên trong bạn thực sự sâu như thế nào, và họ sẽ biết nâng niu, sẽ biết trân trọng bạn giống như một viên ngọc quý. Cái vẻ đẹp của bạn nó được kết hợp từ cái hình dáng cơ thể bên ngoài của bạn, cũng như là cái trái tim sâu sắc tuyệt vời của bạn bên trong. Vậy nên là cũng đừng quên chăm sóc cho cái trái tim của bạn thay vì chỉ biết chăm sóc cho vẻ bề ngoài của bạn nhé. Trong tụ này mình cảm thấy da các bạn rất là trắng sáng, mình thấy các bạn có những cái đường nét trên gương mà rất là đẹp, rất là sắc. Và mình thấy ở đây á, đó là thực ra họ lại thích cái gương mặt hơi mộc của bạn. Tại sao mình không nói là mặt mộc mà mình lại nói là hơi mộc? Bởi vì mình cảm thấy các bạn chỉ cần tô một ít son lên là các bạn đã thực sự rất là xinh đẹp, rất là tuyệt vời và rất là rạng ngời rồi. Các bạn đã có đường nét sẵn rồi, cho nên là cũng không cần make up quá nhiều. Ở đây có playfulness cho thấy rằng là nếu như mà hai người có những cái khoảng thời gian, không gian vui vẻ bên nhau thì hãy cứ tận hưởng nó. Cũng đừng suy nghĩ cho tương lai hoặc là quá khứ quá nhiều, mà hãy sống cho thực tại này ha. Các bạn sẽ thực sự nắm bắt được nhau khi mà các bạn sống cho cái thực tại này. Mặc dù ở thời điểm hiện tại cái tình cảm của hai người vẫn còn đang che giấu khá là nhiều, nhưng mà mình cũng cảm thấy ở đây đó là mối quan hệ này là một mối quan hệ có cơ hội nha. Thực sự mình cảm thấy có cơ hội, bởi vì mình cảm thấy rằng giữa hai người thực sự là hướng về nhau, chẳng qua là nó có một cái chút gì đó mà còn lấn cấn trong lòng thôi. Và bởi vì các bạn chưa có chắc về nhau á, chưa thực sự nghĩ là đối phương sẽ cũng có tình cảm với mình ấy, nên là các bạn vẫn còn rất là cẩn trọng và e dè khi mà hướng về phía nhau hay là muốn hành động thể hiện tình cảm gì đó về phía nhau. Các bạn có lá con mắt thứ ba. Luân xa con mắt thứ ba cho thấy rằng là trực giác của các bạn rất là tốt. Các bạn có thể nhìn nhận xuyên thấu tất cả những cái vỏ bọc mà nó tạo ra che lấp đi cái sự thực trong cái tình huống mà các bạn đang liên quan. Vậy nên trong cái mối quan hệ với người này á, thì hãy tin vào bản thân mình, hãy hỏi mình, hãy thực sự tĩnh lặng, bạn sẽ thực sự nhìn nhận mọi vấn đề rất là tốt và rất là chính xác. Không phải là cái sự cảm tính đâu, mà là trực giác của bạn.
Sẽ có một cái khởi đầu cho các bạn. Các bạn cứ đi cái con đường này rồi ánh sáng cuối con đường sẽ chờ bạn. Cái con đường này cũng đầy hoa như vậy á, nên là hãy tận hưởng nó nha. Chứ không hẳn nhất thiết mình phải đi đến cuối con đường, mình phải nhìn thấy ánh sáng á, thì nó mới là một cái điều gì đó tuyệt vời. Nó là một điều đẹp đẽ. Vô dĩ con đường các bạn đi cùng nhau này, trải qua cùng nhau này, được gặp lại nhau trong cái kiếp sống này, nó đã là một điều đáng quý rồi. Vậy nên là tất cả những người, những điều, những sự việc xảy ra trong cái kiếp sống này của chúng ta, tất cả mọi thứ biết đâu nó cũng chính là những cái mong ước của chúng ta ở tiền kiếp. Hãy nỗ lực cố gắng sống cho hiện tại này. Hãy biết rằng là tất cả mọi thứ nó đều có nhân của nó cả, và chúng ta đã chọn rồi. Vậy nên là chúng ta cứ trải nghiệm thôi, trân trọng tất cả những kết nối đến với chúng ta, và chúng ta sẽ học được rất là nhiều bài học, tận hưởng cái hành trình chúng ta đi bên cạnh nhau, và chúng ta sẽ giúp nhau giải thoát cho chính bản thân mình, giúp nhau chữa lành, hoàn thiện chính cái linh hồn của chúng ta với nhau. Ở đây có crow chakra cho thấy rằng là cái mối quan hệ này á, nó sẽ giúp hai người phát triển tâm linh rất là nhiều. Các bạn cũng sẽ nhận được rất là nhiều thông điệp từ vũ trụ gửi đến cho cả hai, và các bạn sẽ thực sự cảm thấy rằng mình có những cái sự phát triển về tâm linh vượt bậc khi mà chúng ta tiếp xúc với nhau, chúng ta đến gần nhau. Nếu như mà các bạn có chung một cái hội nhóm liên quan đến tâm linh nhá, thì khi mà hai người kết hợp với nhau, có vẻ như là cái sứ mệnh của hai người cũng sẽ rõ ràng hơn. Ở đây có Share the Love cho thấy rằng cái sự trao đi yêu thương. Khi mà các bạn đến bên cạnh nhau, các bạn sẽ giúp nhau nhìn nhận ra cái tình yêu vô điều kiện là như thế nào, tình yêu thương thực sự là như thế nào. Và cao hơn nữa, các bạn có thể sẽ dùng chính cái tình yêu thương của các bạn có với nhau để có thể trao đi cái tình yêu thương này cho nhiều người. Giống như một lightworker, các bạn tự chữa lành cho chính bản thân mình, các bạn hỗ trợ nhau trên cái hành trình phát triển tâm linh. Sau khi mà các bạn thức tỉnh, các bạn đã chiêm nghiệm, các bạn đã đủ cái sự trưởng thành chính chắn trong cái tuổi linh hồn của mình, thì các bạn sẽ mang những cái khả năng tâm linh của mình, mang cái tình yêu thương, sự bác ái, lòng từ bi của mình để có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Mối quan hệ này có vẻ như có một cái sứ mệnh gì đó khá là cao cả. Trong cái việc đọc bài cho các bạn, mình cảm thấy rằng là cái khả năng tiếp nhận thông tin của mình nó rất là nhanh chóng, gọn gàng. Thực ra cái linh hồn của bạn và cái người này á, nó khá là đồng điệu. Các bạn có cái sự dây kết nối với nhau. Các bạn sinh ra vốn dĩ có thể là đã là dành cho nhau rồi. Bởi vì ở đây có rất là nhiều tín hiệu để chứng minh cái điều đấy. Các bạn đều là trai xinh gái đẹp cả. Thực sự rất là đẹp đôi luôn ấy. Hai người á, thực sự rất là hợp ấy nha. Và mình thấy rằng là không phải ai thua ai hay không phải ai hơn ai gì, nhưng mà thực sự các bạn có rất là nhiều đam mê về nhau, và ở đây á, các bạn cũng đã có một cái tiền đề cho cái mối quan hệ này rồi. Vậy nên là mình thấy rằng cái mối quan hệ này sẽ có tiềm năng phát triển trong tương lai, nhưng có lẽ nó sẽ không phát triển nhanh đâu, bởi vì là các bạn vẫn còn đang trên cái hành trình để học những cái bài học của mình. Với cái viên đá vàng này á, thì thực sự nó luôn đem cho mình một cái cảm giác rằng là cái năng lượng của các bạn á, nó rất là sáng, nó giống như một vầng hào quang vậy. Nó khiến cho người khác cảm thấy ấm áp, nó khiến cho người khác cảm thấy an tâm và tin tưởng được. Và trong cái trải bài của các bạn cũng có thể thấy rằng là các bạn luôn có cái hình ảnh của ánh sáng đó lóe ra, nó lan tỏa ra, và đều là ánh sáng vàng nha. Vậy nên mình rất là tin tưởng cho cái mối quan hệ này, nó sẽ có tương lai. Nhưng trước tiên thì các bạn phải học cái bài học riêng của mỗi người đã nha. Và đó là thông điệp cho tụ số 1. Cảm ơn tụ số 1 rất là nhiều, và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nhé. Bye bye mọi người. Viên đá của tụ số 2 nhé. Đây là đá muối Himalaya. Thông điệp cho tụ số 2. Với cái chủ đề đó là suy nghĩ của họ về bạn lúc này, mình sẽ bắt đầu trải bài với việc đó là mình sẽ xác định xem người này mang năng lượng như thế nào, để các bạn có thể thực sự xem xét lại cái trải bài này là các bạn có kết nối không. Nếu mà các bạn không kết nối thì các bạn có thể dừng và chọn lại cho mình một cái tụ bài khác. Ok, năng lượng của tụ số 2, người này, cái người mà các bạn đang nghĩ tới, năng lượng của họ. Cái thông điệp đầu tiên mà mình nhận được đó là cái người này họ khá là buồn. Họ mang một cái ánh mắt có thể là hay nhìn xa xăm, nhìn vu vơ, không có xác định được vật thể chủ. Có vẻ như đây là một người mà họ đã để ý bạn khá là lâu rồi. Họ để ý bạn chứ chưa hẳn là họ dành tình cảm cho bạn nha. Họ hay quan sát bạn. Cái hình ảnh mà mình nhận được đó là có vẻ như cái người này á, họ để ý bạn từ cái thời điểm mà bạn đang bên cạnh một ai đó, đang thích một ai đó. Họ nhìn ra cái điều đấy ấy. Họ cũng chú ý tới bạn.
Nếu là nữ thì cái người này họ sẽ có da ngăm, không phải là một làn da trắng, nhưng mà tóc họ khá là dày và họ để tóc đen, tóc màu sẫm, tối màu. Họ cũng là người biết make up, cũng yêu thích làm móng á, nếu họ là nữ ha. Còn nếu họ là nam á thì nhìn có vẻ khá là ngông cuồng, họ hay cởi những cái khuy áo ở trên. Đấy là hình ảnh nam mà mình nhìn thấy, nhìn khá là bad boy đấy. Ok, họ là người như thế nào, năng lượng của họ. Ở đây có passion, passion lại ra một lần nữa rồi. Có vẻ như họ cũng dành cho bạn những cái sự thu hút, những cái sự đam mê nhất định. Nhưng bạn thì có vẻ như lại không chú ý tới người này cơ. Bạn cũng hay cười với họ cơ. Cho nên là chính vì cái điều đó, bạn đã gieo cho họ một cái mầm mống của cái sự rung rinh. Họ bị sao lòng bởi bạn. Beauty Queen cho thấy rằng là đây là một người cũng rất là xinh đẹp, họ biết họ có gì, họ biết họ đẹp chỗ nào. Nhưng mà thực ra mình thấy người này á, họ lại có những cái tài năng rất là nổi bật. Họ rất là đam mê và dám theo đuổi đam mê của mình. Chính vì cái điều đó lại khiến cho họ có cái sức hút riêng, nhưng bạn lại không để ý tới họ mới hay nha. Và cái điều này á lại khiến cho họ cảm thấy là tổn thương. Ở đây có dating cho thấy rằng cái người này á, họ là một người mà yêu thích những cái điều lãng mạn, yêu thích những buổi hẹn hò. Có vẻ như họ càng lúc mình càng cảm thấy họ tạo hình bản thân họ ở cái kiếp sống này, ở trái đất này là một bad boy, một bad girl. Oh wow, nhưng trong lòng họ thì luôn nghĩ tới bạn. Chính vì cái điều đó cho nên họ hay nhìn xa xăm, vô định. Và những cái khoảng thời gian đó chính là cái khoảng thời gian họ nghĩ đến bạn. Ở đây có Macho Man thì cho thấy rằng cái người này là một người khá là thông minh, cao ngạo. Họ cũng là người mà cũng bảo thủ ấy, cũng có cái chính kiến riêng của mình. Đây là một người lớn tuổi hơn bạn. Có vẻ như cái việc mà không có được bạn á khiến cho họ cảm thấy hơi khó chịu. Temperate cho thấy rằng họ thấy bạn là một người khá là cân bằng ở cái thời điểm hiện tại. Bạn cũng là một người mà luôn giữ được cái năng lượng tích cực, vui vẻ, một năng lượng lạc quan yêu đời. Và trong mắt họ thì bạn luôn là một người mạnh mẽ. Họ thấy rằng ở thời điểm hiện tại, cái ngoại hình của bạn ngày càng trở nên xuất sắc hơn, ngày càng khiến cho họ cảm thấy nhiều đam mê hơn. Tức là càng ngày bạn càng đẹp trong mắt họ, đẹp về mặt bên ngoài nha. Trong cái mối quan hệ này có khá là nhiều đối tượng, giống như là trò chơi đuổi bắt vậy. Họ thì đuổi bạn thì đuổi theo người khác, còn có một ai đó là đuổi theo họ, lại ngắm nhìn họ. Có vẻ như là người này và một ai đó có một cái rào cản nào đó, cái người mà đuổi bắt theo họ ấy, có một cái sự khác biệt và không thể nào mà phá bỏ ranh giới đó được. Khá là khó, chứ không phải là khó quá đâu. Trong mắt họ bạn khá là giống thiên thần. Có vẻ như đây cũng là một cái năng lượng mà nhìn chung mọi người đánh giá về phía bạn luôn. Bạn không được kiên định lắm, bạn khá là nóng vội, hấp tấp, hơi nóng tính. Ở đây có kỵ sĩ gậy. Kỵ sĩ gậy lại cho thấy rằng họ đánh giá bạn là một người mà thực sự này thấy mày đó rất là tưng tửng, rất là vui vẻ luôn. Thực sự rất là yêu đời ấy nhá. Và bạn cũng cho họ một cái năng lượng rằng là sống là để trải nghiệm, sống là những chuyến đi, sống là để tận hưởng. Vậy nên là mình cứ tận hưởng đi, mình cứ trải nghiệm đi, đừng kìm hãm mình, đừng để cho bản thân mình chỉ biết dừng lại ở một chỗ, một cái giới hạn nhất định. Mình có thể làm được nhiều hơn thế. Và bạn đang một cái năng lượng lan tỏa tình yêu thương, ánh sáng, sự tích cực. Bạn cũng là người mà mình thấy ở đây á, đó là trong mắt họ bạn khá là hay giúp đỡ người khác, bạn rất là tốt, rất là thật tâm. Nhưng mà cái lời nói của bạn thì hơi căng nha. Hơi 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 không được khiến người khác cảm thấy vui vẻ lắm. Đôi khi cái sự thẳng thật của bạn lại khiến cho người khác tổn thương và lại bị mất lòng nhiều người. Nhưng mà nhìn chung á, thì đúng cái lời bạn nói không có gì là sai, nó đúng với sự thật, nhưng mà nó mang một cái giọng điệu, một cái ngữ âm nó hơi kiểu khiến cho người ta cảm thấy là bạn đang của trách người ta. Vậy nên là họ thấy rằng là cái con người này á, thật tâm như vậy, tốt như vậy, nhưng mà hiếm ai mà nhìn nhận ra. Và ai đã chơi được với bạn, ai đã hiểu bạn nhiều quá thì thực sự người ta rất là quý bạn luôn. Ok, và người này cũng vậy nha. Người này cũng rất là quý bạn. Tuy nhiên rằng đôi khi họ cũng không chịu được cái sự thẳng thắn của bạn. Họ cũng thấy rằng là cái lời nói của bạn đôi khi sát thương cao quá.
Ở đây có The World cho thấy rằng là họ thấy bạn biết rất là nhiều luôn, bạn hiểu biết rất là nhiều lĩnh vực này. Bạn có một cái gì đó mang tính dàn trải, tức là có lẽ là bạn không chuyên về một cái lĩnh vực nào đó, hay là không biết sâu về một cái điều gì đấy. Nhưng mà nếu mà muốn biết cái điều gì, hay là muốn có một cái góc nhìn nó khách quan hơn, nó ở một cái chiều hướng khác á, thì hãy hỏi bạn nha. Người này thích thích bạn khi mà bạn phân tích một cái điều gì đấy, khi mà bạn thể hiện cái ý kiến cá nhân của bạn. Họ thấy rất là khác biệt, bạn rất là đặc biệt luôn. Nhưng mà bạn ấy nha, bạn lại hơi hơi rụt rè, hơi rụt rè trong cái việc thể hiện mình nha. Cho nên là họ chỉ đôi ba lần được nhìn thấy bạn, hay là cảm thấy bạn là chính bản thân bạn, bạn thể hiện ra những cái góc nhìn nó rất là đặc biệt, nó rất là khác lạ. Ở đây có The Magician nhưng mà nó ngược ha. Nó ngược cho thấy rằng là người này đánh giá bạn là một người mà bạn có nhiều ý tưởng lắm, bạn rất là thông thái, bạn cũng là một người đầy cái sự sáng tạo nhiệt huyết. Nhưng mà có vẻ như tất cả những điều mà bạn có á, thì nó lại không tạo ra một cái thành quả nào cả. Bởi vì cái năng lượng của bạn khá là dàn trải đó, như lúc nãy mình nói, năng lượng của bạn lan ra, bạn biết nhiều, bạn có nhiều, nhưng mà mình không có chủ định tập trung vào cái điều gì, và mình cũng thiếu đi cái sự kiên nhẫn, vậy nên là mình cũng không có được cái gì nó mang tính là một cái gì đó phát triển thật sự rất rất là rực rỡ. Ở đây có rất tịch ngược cho thấy rằng là họ cái suy nghĩ của họ về phía bạn á, thì lúc này họ thấy bạn có vẻ như là một người khá là thâm thúy, tốt nhất cũng không nên gây thù với bạn, bởi vì bạn sẽ trả thù rất là căng, rất là thâm kiểu vậy. Bạn đã không trả thù thì thôi, bạn sẽ rất là hiền, bạn sẽ rất là hòa đồng, bạn vẫn sẽ bỏ qua, vẫn sẽ giữ được tình bạn với bạn. Nói chung là một người mà không để bụng, nhưng mà một khi mà bạn đã để bụng, bạn đã trả thù á, thì khỏi phải nói kiểu vậy. Cho nên là họ thấy rằng là có vẻ đây cũng là một người mà không phải dạng vừa đâu. Mình thấy khá là nhiều màu xanh lá trong cái năng lượng mà mình nhận được, cái hình ảnh mà mình nhìn thấy toàn là màu xanh lá thôi. Vậy nên có vẻ như là họ đánh giá bạn là một người mà đem lại cho người khác cái cảm giác rất là an yên, rất là tự tại, rất là thư giãn, thoải mái. Qua những cái câu chuyện mà bạn kể, qua cái góc nhìn mà bạn phân tích, thì khiến cho người khác cảm thấy rằng là họ được mở mang ra rất là nhiều, họ được đưa cái tầm mắt của họ ra xa hơn, hiểu biết hơn. Ở đây có thể một số bạn, các bạn đã đi nước ngoài rồi, bạn đã đi du lịch khá là nhiều nơi rồi, và chính cái điều này lại khiến cho họ cảm thấy rằng là wow, thực sự cái con người này á, là một cái con người mà được trải nghiệm thực tế rất là nhiều, chứ không hẳn là học qua cái sách vở. Một số bạn trong cái trải bài này, người mà bạn đã hỏi tới hoặc là chính bạn làm trong cái công việc liên quan đến tính trách nhiệm, kỷ luật, các bạn là người khá là nắm vững luật. Cái hình ảnh mà mình nhận thấy ở đây nữa đó là có thể các bạn làm một cái ngành nghề nào đó khác, nhưng mà về cái luật gì đó thì các bạn biết rất là rõ, và không phải ai cũng có thể bắt bẻ bạn. Kể cả những người thực thi pháp luật có thể đôi khi còn không cãi lại được bạn, bởi vì bạn biết rất là rõ luật, một cái luật gì đó. Thông điệp mà mình nhận được ở đây đó là họ thấy như bạn á, bạn rất là máu, máu liều lắm. Dám nghĩ là dám làm đấy, đôi khi không cần nghĩ đâu mà dám làm đấy, từng có thách kiểu vậy. Rất là quân tử ở đây, rất là hăng hái, nhiệt tình, nhiệt huyết, rất là nhiều lửa. Ở đây có The Chariot ngược đấy, The Chariot cho thấy rằng là thực ra bạn hoàn toàn có đầy đủ tất cả những cái yếu tố, những cái điều kiện để bạn có thể phát triển, để bạn có thể đứng ở một cái vị trí nào đó rất là cao ha. Nhưng mà bạn không thích đứng đấy, bạn không thích đứng ha. Bạn có thể là biết rất là nhiều này, sáng tạo này, nhưng mà bạn lan tràn cái năng lượng ra bên ngoài cho nhiều người, và những người đó ấy thì lại thường được hưởng cái năng lượng của bạn, thường được bạn dẫn đường ấy, thì họ lại có được nhiều thành công trong cái lĩnh vực của họ. Còn bạn á, thì bạn giống như một kẻ du mục vậy, cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia, cứ làm hết cái này đến cái kia, và không có tập trung cho cái nào cả. Vậy nên là chính vì cái năng lượng này á, bạn không đứng ở một cái vị thế nào đó mang tính cao cấp, mang tính là cầm quyền, nhưng mà trong lòng mọi người á, thì bạn có một cái vị thế rất là cao ha.
bạn được tôn trọng và người này cũng tôn trọng của bạn rất là nhiều. Chủ yếu cái người này á, nhìn bề ngoài á thì có vẻ như họ rất là tập trung vào những cái ở mặt thực tại này của bạn, ví dụ như công việc này, ví dụ như tiền bạc này, ví dụ như là vẻ ngoài của bạn, nhưng mà có vẻ như á, thực ra là họ bị cuốn hút bởi cái năng lượng của bạn nhiều hơn. À, cái năng lượng của bạn rất là tươi, rất là mới, rất là rực lửa, hùn hụt luôn nha. Và cái người này đôi khi họ không theo được kịp bạn, họ thấy bạn cứ lông bông á, và bạn cứ giống như là gì hải tặc à, cứ đi hết vùng biển này đến vùng biển khác. Họ đánh giá bạn như thế nào? Họ thấy bạn là một người khá là khác lạ, đặc biệt, dị biệt luôn ấy nha. Ở đây có pay of search cho thấy rằng họ thấy rằng bạn là một người mà có rất là nhiều ý tưởng này đấy, lại biết rất là nhiều ở đây, các bạn thấy không? Bạn cũng chả quan tâm là bạn đang đi trên cái cây gậy nó nhỏ xíu như vậy này, nó rất là nguy hiểm, bạn đâu quan tâm đâu, bạn chỉ quan tâm vào cái mục đích, những cái sự tập trung cho cái mục tiêu của mình thôi nhá. Và bạn có rất là nhiều ý tưởng, vậy tay thì nắm một ý tưởng, tay kia thì lại để cầm sách đầu. Vậy nên là nó cho thấy rằng bạn đa năng rất là mạnh. Bạn có thể phân bổ cái trí óc của mình ra để có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Họ thấy bạn là một người mà khiến cho họ hơi khó chịu nha. Mặc dù rất là thích, rất là theo dõi, rất là hướng theo, nhưng mà có cái gì đó rất là khó chịu, rất là ganh tị, rất là đố kỵ á. Có lẽ là bởi vì họ lại là người theo cái chiều hướng khá là bình yên, khá là ổn định, và bạn cứ bông bông như thế thì họ không chắc về phía bạn. Họ không biết bạn là như thế nào mà nắm bắt ấy. Ở đây có F1 cho thấy rằng họ thấy bạn là một người đi chuyển lửa, đi thắp lửa cho những ngôi nhà khác, cho những linh hồn khác. Và bạn hướng dẫn cho những linh hồn khác cái việc là tự là người dẫn dắt mình đến với cái thành công của mình, đến với những gì mà mình mong muốn. Bạn chỉ đến và bên cạnh ai đó một khoảng thời gian thôi, và bạn truyền cho họ động lực, bạn truyền cho họ sức mạnh, và rồi bạn lại đi đến người khác. Có vẻ như cái sứ mệnh của bạn á thì nó khá là giản trải, nhiều linh hồn, và mỗi người chỉ giống như là được gặp bạn một thời gian ngắn thôi, nhưng bạn vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt cái sứ mệnh của mình. Đây có Moonlight, họ đánh giá bạn là một người á, thực sự rất là đặc biệt, có cái gì đó tiềm ẩn lắm, và có cái gì đó mà họ chưa có biết nhiều về bạn. Họ cũng rất là khao khát để có thể biết nhiều hơn về bạn. Tuy nhiên rằng mình cũng thấy ở đây á, đó là cái người này dường như có vẻ là nếu như mà bạn đi chơi thì họ sẽ ở nhà. Đó cho nên là mình thấy rằng đây sẽ là một người mà hợp với cái vai trò chờ bạn trở về, hơn là cái việc sẽ trở thành một người có thể đồng hành cùng bạn trên những chặng đường, trên những chuyến đi. Cái người này họ khá là buồn về phía bạn ha. Trong cái nỗi niềm của họ về phía bạn ấy, thì họ mong rằng bạn có thể ở nhà nhiều hơn, bạn đừng lông bông nữa được không, bạn ở một chỗ được không ấy, kiểu vậy ấy. Và họ mong rằng là tất cả những cái sự chịu đựng của họ ấy, sau này sẽ được đền đáp, sẽ có cái gì đó được trả lại cho họ. Họ cảm thấy rằng rất là kết nối với bạn, họ rất là bị thôi thúc để có thể tìm đến bạn. Tuy nhiên rằng có vẻ như cái tôi của họ cũng khá là lớn, và dường như nhìn chung á, thì bạn lại là một người có vẻ như hướng ngoại, còn họ lại là một người có vẻ như là hướng nội. Cho nên là thành ra á, họ không biết rằng hai người có thể là hòa hợp được không, có thể bên cạnh nhau không. Chính vì cái điều đó họ cũng không dám là để cho cái tình cảm của họ phát triển quá nhiều về phía bạn. Và cái người này họ luôn nghĩ về những cái quá khứ mà hai người có với nhau, họ tái hiện những cái cảm xúc, những cái cảm giác mà hai người đã có với nhau trong quá khứ. Và chính cái điều này ấy là khiến họ cứ sống trong quá khứ và không có thể nào thoát ra được khỏi cái tình huống liên quan với bạn. Cái việc mà họ có thể tiến về phía trước ấy, nó có vẻ như là hơi khó khăn, bởi vì họ đang cố gắng giam mình trong những cái kỷ niệm đẹp của quá khứ mà họ chấp nhận rằng họ sẽ gạt bỏ thực tại này, những cái mà nó đang diễn ra ở trước mắt họ. Lost love cho thấy rằng là thực sự cái người này có vẻ như họ thất tình rồi. Họ thất tình rồi ha. Họ không biết làm sao với bạn nữa, họ chịu, họ không thay đổi được bạn. Họ và bạn là vô phương cứu chữa rồi á. Họ chỉ biết đầu hàng bản thân mình, và họ chỉ biết là cố gắng để mà tự chữa lành cho mình, tự giải phóng bản thân mình thôi. Tuy nhiên là mình nói rồi, họ vẫn đang cố gắng để mà giữ mình trong những cái kỷ niệm đẹp của quá khứ này. Cho nên là cái sự chữa lành, cái sự giải phóng của họ chưa thực sự là một cái công cuộc chứa đầy đủ cái sự quyết tâm của họ. Biết làm sao bây giờ, mặc dù rất là thích bạn đấy, mặc dù rất là dành nhiều tình cảm cho bạn, nhưng mà họ với bạn á, thì có
có nhiều cái điều khác biệt quá, vậy nên cái người này họ đã bắt đầu rút cái tình cảm họ về đó. Và mình thấy rằng cái điều này nó cũng không phải là diễn ra bây giờ nữa đâu, bởi vì là họ đã cho cái điều này diễn ra trước cái khoảng thời gian mà bạn đã nhìn thấy cái trải bài này rồi. Cái hình ảnh mà mình nhìn thấy ở đây á, đó là cái người này á, họ khá là buồn. Và trong cái cách mà họ nhìn nhận về phía bạn, cái suy nghĩ của họ về phía bạn á, thì có vẻ như là họ luôn có những cái cuộc giao tiếp với bạn trước lúc đi ngủ ấy, hoặc là trong giấc mơ. Họ muốn kết nối với bạn theo cái chiều kích tâm linh, bởi vì là kết nối cái thực tại này thì có vẻ như là không ổn lắm và khó để mà hai người có thể thực sự nói chuyện với nhau. Thực sự người này họ cảm thấy tình yêu với bạn, nhưng mà bởi vì hai người quá khác biệt, vậy nên là họ chỉ có thể giữ cái tình cảm này trong tim và bắt đầu đè nén nó thôi. Thực ra cái năng lượng của tụ này khá là tương thích với cái tụ số 1. Và cái người mà mình nói rằng là quan sát cả hai, có người nhìn thấy hai bạn đang để ý nhau á, có lẽ là người này. Nên là các bạn có thể xem thêm tụ số 1 thì các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin cho cái câu chuyện của mình. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ vô định, không biết ai đây nhỉ. Các bạn sẽ lờ mờ đoán ra thôi, bởi vì bạn cũng không có cái thông tin gì mang tính chắc chắn. Nhưng mà các bạn cũng có thể biết rằng là vẫn có một người đã từng yêu bạn nhiều, đã từng để ý tới bạn nhiều. Và đó là thông điệp cho tụ số 2. Cảm ơn tụ số 2 rất là nhiều và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nhé. Bye bye mọi người. Viên đá của tụ số 2 ha. Ấy, viên đá của tụ số 3. Ok, chủ đề đó là suy nghĩ của họ về bạn lúc này. Trước tiên mình sẽ xem một chút về năng lượng của họ để xem các bạn có kết nối không. Và nếu các bạn kết nối các bạn có thể xem tiếp. Còn không á, thì các bạn có thể chọn lại cho mình một tụ bài nhé. Mình thấy có một cái sự vui vẻ nho nhỏ ở đây, có một cái sự e dè nhút nhát ở đây, khá là dễ thương. Tụ số 2 hơi buồn một chút, nhưng mà qua tụ số 3 mình cảm thấy là mình có thể cười được rồi. Cho thấy là cái năng lượng của tụ này á, cái người mà bạn hỏi tới á, nó có cái gì đó khá là thoải mái. Năng lượng đầu tiên mà mình nhận được đó là các bạn có thể hơi lười. Các bạn chẳng muốn làm gì cả, đôi khi các bạn chỉ muốn nằm thôi. Ở đây có long distance cho thấy đây có thể là một người phương xa, có một cái khoảng cách nào đó với bạn. Mình thấy một cái hình ảnh là mặc dù các bạn có thể ở gần nhau cũng không xa lắm đâu, chỉ dưới 10 cây số thôi, nhưng mà các bạn cũng chả gặp được nhau. Cũng hiếm khi để có cái một cái lý do gì các bạn có thể gặp nhau, tìm hoài chả có thấy lý do nào để gặp được nhau hết. Ở đây có beauty queen cho thấy rằng là cái người mà bạn hỏi tới là một người rất là xinh đẹp, rất là năng động. Một số bạn, người mà các bạn hỏi tới có thể là một người tham gia các câu lạc bộ dance. Ở đây có short term. Các bạn có thể là các bạn từng gặp nhau, từng có tiếp xúc với nhau, từng có một cái khoảng thời gian gần bên nhau. Mình không nói là các bạn đã quen nhau nha, nhưng mà nó là một cái khoảng thời gian ngắn thôi, trong một vài năm, không quá 3 năm. Cái người phụ nữ trong cái trải bài này, người mang năng lượng nữ, sẽ có da ngăm, khỏe khoắn, tóc khá là dày, tóc bồng bềnh, tóc đen. Tuy nhiên mình thấy là ở đây lại khá là hay thay đổi màu tóc đấy. Ở đây có Ice King cho thấy rằng là nếu là năng lượng của nam giới thì đây là một người rất là có vẻ lạnh lùng, trưởng thành, chính chắn, có thể là làm giáo viên, giảng viên. Mặc dù nhìn có vẻ là một người nghiêm túc, nhưng mà mình thấy rằng là cũng vui vẻ, chứ không phải là một người nhìn khó tính, người bên trong cũng khó tính luôn đâu, mà là một người cũng khá là vui vẻ. Có vẻ như đây là một người có học thức cao nha. Một người mà được nhiều người nhìn tới và ngưỡng mộ, khao khát có được, ước gì luôn. Cái hình ảnh mà mình nhìn thấy là mặc dù là ăn mặc rất là đẹp đấy, rất là hoành tráng đấy, nhưng mà ngồi quán lề đường ăn rất là bình thường luôn, cho thấy rằng là bên ngoài có thể là một trời một vực, và bên trong thì rất là thoải mái, không có phân biệt. Cái chỗ nào ngon, cái chỗ nào thoải mái là cứ thế xông phi thôi. Ôi dồi ôi, nhìn bình thường á, nếu như mà họ ở nhà bạn sẽ không biết là họ có học thức cao như vậy đâu. Nhưng mà cái kính cũng có kính nha, có mang kính. Có kính. Họ là một người mà mang tính chuyên môn cao, tức là những cái khác có thể họ không biết, nhưng mà chuyên môn của họ là hơi bị đỉnh nha. Ok.
Người này cũng là một người mà họ hay cười mỉm hơn là cười xả láng. Ví dụ như mình cười là mình há hết miệng ra để mà cười. Nhưng mà cái người này á thì có vẻ như là họ hay cười mỉm nhiều hơn. Thông điệp nữa mà mình nhận được nè. Người này á, họ nếu mà là nam giới á, thì cũng khá là trắng sáng. Nữ giới thì sẽ có da ngăm hơn những các bạn nữ giới á, thì sẽ có da ngăm hơn, vàng hơn so với mặt bằng chung. Nhưng mà nam giới thì lại trắng hơn mặt bằng chung. Người cũng vừa vừa thôi, không quá cao đâu. Cái chiều cao 1m75 à, 1m75 quay lại ha. 1m65 đến 1m75 này. Ở nhà thì hay đi dép lê, không đi tông nha, đi dép lê. Người thân hình thì khá là vừa, không quá gầy, không quá béo, vừa đẹp luôn. Nữ giới thì có thể làm có vòng một khá là đầy đặn, khá là đẹp. Nữ giới thì có vẻ như là ăn mặc cũng không chú ý lắm, ăn mặc khá là thoải mái, hay mặc đồ rộng thùng thình. Cho nên là không thể nào mà nhìn được hết vẻ đẹp của họ đâu. Nhưng mà họ mà tút tát lên thì úi rồi ôi luôn. Trong cái trải bài này á, thì năng lượng nữ hoặc năng lượng nam cũng có thể là năng lượng của các bạn, và năng lượng nam hoặc là năng lượng nữ ngược lại á, lại là của họ nha. Ok, suy nghĩ của họ về bạn lúc này. Suy nghĩ của họ về bạn lúc này là muốn đấm. Muốn đấm ha. Ở đây bạn có vua su cho thấy rằng là họ thấy bạn là một người rất là vững chắc, ổn định. Bạn là một cái năng lượng mà khiến cho người ta cảm thấy rằng là có thể tin tưởng được, có thể dựa dẫm được. Bạn là người tiết kiệm trong mắt họ. Bạn là người đơn giản. Bạn cũng là người mà hơi khó tính trong mắt họ nha. Vậy nên là có vẻ như chính vì cái điều đấy nên họ muốn đấm. Đấm yêu thôi chứ không phải là muốn đấm thật đâu nha. Cái tụ này á, thì là khá dễ thương, vui vẻ, kết nối giữa hai người dường như là chưa có vấn đề gì. Cho đến cái thời điểm này mình nhận được thông điệp thì chưa thấy vấn đề gì ha. Trong mắt họ thì bạn là một người mà có cái chiều cao á, nó cũng không phải là khiêm tốn, nhưng mà nó cũng không gọi là cao, nó vừa vừa, đẹp đẹp. Đấy, bạn là một người sống rất là hòa hợp với thiên nhiên. Họ thấy bạn là một người mà có một cái tình thương, lòng bác ái. Có vẻ như bạn hay đi đường và thấy động vật nhỏ á, thì bạn rất là dễ để mà dừng lại để ngắm nhìn chúng, hoặc là xin chủ của chúng là sờ mó chúng. Có vẻ như đây là một người mà bạn vô tình gặp. Cái suy nghĩ của họ về bạn lúc này nó hơi mơ mộng một tí, nó hơi lửng lửng một chút. Ở đây có 8 gậy, 8 gậy cho thấy một lần nữa hai người có một cái khoảng cách nào đó. Chủ yếu có thể là hai người nhắn tin nhiều, vậy nên là tất cả những cái hình tượng mà họ nhìn nhận ở bạn chủ yếu là do họ tưởng tượng nên, chữ tiếp xúc ở ngoài đời á, thì nó hơi ít ha. Tuy nhiên rằng là trong mắt họ thì bạn hơi bị giàu có luôn. Bạn có một cái khí chất rất là thanh cao, tao nhã, giống bậc châm anh thế phiệt, giống tiểu thư đại ca. Ở đây có chín kiếm này, trong mắt họ thì bạn là một người chịu rất là nhiều áp lực. Có vẻ như là bạn là người đứng đầu một cái gì đó, bạn tự làm cái gì đó. Cho nên là họ thấy rằng bạn khá là mệt mỏi, bạn nhiều việc lắm. Bạn không dễ gì để mà có thể là có một cái khoảng thời gian rảnh, nhưng mà bạn lại là người mà có thể là tận hưởng trọn vẹn cái khoảng thời gian mà mình rảnh nha. Cho nên bạn có thể là cân bằng được chính bản thân mình. Bạn có thể là một người làm công việc liên quan đến truyền thông, giọng nói, tin nhắn, giao tiếp qua thư từ nhiều. Họ thấy rằng bạn thức khá là khuya. Kỵ sĩ su cho thấy rằng họ đánh giá bạn là một người biết nghĩ cho tương lai xa. Bạn là một người có tầm nhìn, biết chuẩn bị cho tương lai, chứ không phải là một người mà chỉ biết tận hưởng những cái sự ngắn hạn ở cái thời điểm hiện tại. Bạn biết tiết kiệm để có thể là đầu tư cho tương lai của mình này, nghĩ cái gì đó mang tính dài hạn, mang tính lớn lao, chứ không phải là những cái điều nhỏ nhỏ. Người này đánh giá bạn khá là trưởng thành. Cái thông điệp mà mình nhận được nữa đó là biết bao giờ họ mới được gặp bạn đây. Ở đây có là Death. Là Death cho thấy rằng là họ đánh giá bạn là một người mà nó mang cái xu hướng là không ngại va chạm, không ngại thay đổi. Bạn là một người mà có thể giao thoa giữa cái nền văn hóa cũ cũng như là nền văn hóa mới. Thông điệp nữa mà mình nhận được, bạn có thể mang một cái năng lượng rằng bạn có thể sống ở thời hiện đại cũng như là thời cổ đại luôn. Tức là cái tài năng của bạn, cách nhìn nhận của bạn, trí tuệ của bạn, cái cách nào bạn cũng chơi được hết á.
Đây có The Chariot xuôi ha, cho thấy rằng họ thấy rằng bạn là một người có thành công, bạn là người nhắm mục tiêu là đi tới cái mục tiêu đó, rất là quyết tâm, rất là kiên trì, cố gắng kiên nhẫn, kiên trì với cái mục tiêu của mình, cố gắng giữ cái ý định ban đầu của mình và cứ thế là thực hiện thôi. Bạn cũng là người mà rất là chật vật trên cái hành trình của mình. Cái suy nghĩ của họ về bạn lúc này á, đó là họ thấy bạn á, mặc dù là người thành công thật đấy, nhưng mà có vẻ như mọi thứ bạn lại làm một mình á, bạn không có nhiều cái sự hỗ trợ bên ngoài, hoặc là dù là bạn làm chủ ấy thì có vẻ như bạn làm một mình thay vì là bạn có nhân viên. Có nhân viên thì cũng chẳng nhờ được cái gì hết. À, nói chung là làm những cái công việc lặt vặt thôi. Bạn có một cái vấn đề về niềm tin với người khác. Họ đánh giá bạn, họ cái suy nghĩ của họ về phía bạn á, đó là ở thời điểm hiện tại có vẻ như là cái người này họ thấy cái cuộc sống của bạn khá là tốt. À, không có ai nhưng mà rất là tốt ha. Trong cái suy nghĩ của họ về phía bạn ấy thì càng lúc mình càng cảm thấy rằng người này họ chỉ dám quan sát bạn nhiều hơn là tiến về phía bạn. Có vẻ như người này họ thấy rằng là cái tình yêu á thì không nhất thiết là chúng ta phải bên nhau, vậy nên là họ cũng không có cái mưu cầu rằng họ phải có bằng được bạn. À, miễn là bạn sống vui vẻ hạnh phúc là được, miễn là bạn khỏe mạnh là được. Họ không mưu cầu rằng là nhất định bạn phải ở bên cạnh họ. À, thực ra họ cũng muốn gặp bạn, họ cũng muốn ở bên cạnh bạn đấy, nhưng mà nhà họ không có đòi hỏi là nhất định là phải có được cái điều đó. Họ cảm thấy rằng là nếu như mà bạn ở một mình, nếu như cái cuộc sống của bạn ở thời điểm hiện tại đang rất là ổn ấy, thì cứ để cho bạn như thế, cứ để cho bạn có thể thực sự khai phá tất cả những cái tiềm năng, tài năng bên trong bạn. À, họ sẽ không cản đường bạn, họ chỉ muốn lặng lẽ ở phía sau để có thể theo dõi bạn, để có thể dõi nhìn bạn, những cái sự thành công, cái bước đường đi của bạn mà thôi. Và cái người này á, họ nhìn nhận ra được tất cả những cái điều mà nó mang tính gọi là tình yêu ở cái kiếp sống này, cái sự thực không thể che lấp được cái ánh mắt của họ về phía bạn. Họ nhìn nhận ra rằng là tình yêu thực sự không phải là cái tình yêu mà nhất định phải kiềm hãm nhau, nhất định phải có được nhau, phải kiểm soát nhau. Một người có một cái sự thức tỉnh. Nói chung là mình thấy rằng người này á, họ dành cho bạn một cái tình yêu đúng thực sự là không có mưu cầu cần bạn phải đáp lại làm gì cả. Và cái người này họ cũng có xu hướng muốn cổ vũ bạn để bạn có thể tiến lên, cho bạn có thể thực sự thấy rằng là bạn hoàn toàn xứng đáng với cái sự tự do, bạn hoàn toàn xứng đáng với cái sự rõ ràng. Họ sẵn sàng cổ vũ bạn để bạn có được tất cả điều đấy, và họ thấy rằng là bạn càng làm những cái điều đấy thì không có cái điều gì đó gọi là sai cả, nó thực sự là tốt cho bạn. Và họ cũng cầu chúc cho bạn, cầu phúc cho bạn rằng là bạn sẽ có thể là tìm ra tất cả những cái lối đi cho những cái thắc mắc vấn đề riêng của bạn, sẽ sớm có được người đồng hành cùng bạn, kể cả về công việc và trong cuộc sống của bạn, để bạn có thể nhẹ gánh hơn, bạn không phải làm tất cả mọi thứ một mình nữa. À, và người này á, có vẻ như họ khá là e ngại về phía bạn nha. Chà, họ cũng không chắc rằng là ở thời điểm hiện tại bạn có độc thân hay không, hay là bạn đang có những cái mối quan hệ mập mờ, và người này họ cũng khá là sợ hãi trong cái việc là thể hiện tình cảm với bạn, họ phải tiến về phía bạn để nắm lấy bạn. Ồ không ha, cái người này á, nó có cái gì đó mà mình cảm thấy rằng họ chú ý tới bạn đó, nhưng mà nó là một cái tình yêu của những linh hồn với nhau thì đúng hơn. Còn tình yêu đôi lứa, tình yêu lãng mạn ở cái thực tại này á, thì có vẻ như không phải. Nói sao nhỉ? Tức là đây là một cái sự quý trọng hơn là tình yêu. Nó giống như là việc họ thấy bạn có một cái điều gì đó mà đáng để họ tôn trọng bạn. Và cái người này qua cái cách sống của bạn, họ cũng thấy rằng là thực sự họ cũng phải sống như chính bản thân họ nữa, họ phải chấp nhận thực tại này. Thực sự là họ có tất cả những cái yếu tố cần thiết để họ có thể sống trọn vẹn trong cái thực tại này. Và bạn cũng vậy, hai người có vẻ như là không cần đến nhau trong cái thực tại này. Các bạn có thể là nể nhau, các bạn có thể là quý trọng nhau trong cái thực tại này thôi. Nhưng có vẻ như là nhà để mà thực sự cần để mà dựa dẫm vào nhau á, là không có. Và họ cảm thấy rằng là bản thân họ á, phải thực sự là chấp nhận rằng là giữa bạn và họ có thể là sẽ không có một cái tương lai nào đó mang tính đi xa được, mà chỉ dừng lại ở cái việc là mình biết đến nhau, mình quý trọng nhau thôi. Nhìn chung cái năng lượng thì nó cũng khá là giống như là năng lượng của tình bạn ấy. Những người bạn tôn trọng nhau, những người bạn để trọng nhau và dành cho nhau cái tình yêu vô điều kiện. Mình sẽ rút lời khuyên cho các bạn trong tụ này ha, lời khuyên cho các bạn trong tụ số 3.
Các bạn có keep an open mind. Keep an open mind cho thấy rằng là hãy cởi mở cái tâm trí của mình ra. Các bạn sẽ đón nhận được soulmate thực sự của mình bước vào trong cái cuộc sống của mình. Họ đúng với những gì mà bạn mong muốn. Và thực sự có vẻ bạn sẽ nhận ra soulmate của mình khi mà bạn buông bỏ bớt đi những cái tiêu chuẩn mà bạn nghĩ rằng là phù hợp với bạn ở cái thực tại này. Bạn có retreat, retreat cho thấy rằng các bạn nên nghỉ ngơi một chút ha, cho linh hồn của mình nghỉ ngơi và cũng cho thân thể của mình được nghỉ ngơi, bởi vì mình thấy các bạn đã có một cái khoảng thời gian khá là mệt mỏi rồi. Bây giờ là cái lúc mà các bạn nên cho mình thu mình lại này, cho mình được thư giãn, cho mình được cảm nhận rằng là bên trong bạn á, nó đang có những cái vấn đề gì, nó có những cái nỗi lòng gì cần được giải bày á, thì hãy tâm sự với chính bản thân mình ha. Đừng để cho chính bản thân bạn bơ vơ trong cái không gian tối tăm của cái sự căng thẳng mệt mỏi, cái sự áp lực stress ha. Còn cái gì cũng có thể từ từ mình làm á. Mình mệt thì mình cứ nghỉ chân một chút nha. Soulmate, soulmate của bạn trong cái mối quan hệ này giữa bạn và họ thì các bạn là soulmate của nhau. Nhưng mà có vẻ như thời điểm này các bạn cũng cần cho cái mối quan hệ này nghỉ ngơi để các bạn tập trung cho hành trình riêng của các bạn. Chúng ta vẫn là soulmate của nhau. Và một cái thời điểm nào đó trong tương lai, nếu thực sự chúng ta dành cho nhau á, thì chúng ta sẽ biết cách tìm được đường để trở về bên cạnh nhau. Ở đây có express a love. Express a love cho thấy rằng là bạn nên thể hiện tình cảm với họ. Nếu như bạn có tình cảm với họ, bạn muốn cho mối quan hệ này một cơ hội thì bạn nên thể hiện. Bởi vì mình thấy ở đây là họ sẽ không có xu hướng thể hiện nhiều đâu, chủ yếu là bạn thể hiện hay không thôi. Nhưng mà nên cân nhắc nha, nên cân nhắc. Đôi khi họ có thể là nhầm lẫn giữa cái việc là bạn là tình yêu của cuộc đời họ và cái việc bạn là một linh hồn mà thực sự họ rất là quý. Vậy nên là bạn nên cho mối quan hệ này thời gian, cần cho cả hai cái thời gian để nghỉ ngơi, để cả hai có thể xem xét lại cuộc sống của mình cũng như là cái mối quan hệ giữa bạn và họ ha. Và đó là thông điệp cho tụ số 3. Cảm ơn tụ số 3 rất là nhiều và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nhé. Bye bye mọi người. Viên đá của tụ số 4 ha. Tụ số 4 với chủ đề đó là suy nghĩ của họ về bạn lúc này. Và trước tiên mình sẽ xem một chút về năng lượng của họ nhé, để xem là bạn có thực sự kết nối với cái trả bài này không. Còn nếu không á, bạn có thể chọn lại cho mình một tụ bài khác ha. Path Love. Nếu mà cái người mà bạn hỏi tới là một người yêu cũ thì đây chính xác là cái trả bài cho bạn, là thông điệp cho bạn. Người cũ à. Soulmate. Các bạn là soulmate của nhau. Thì biết là soulmate rồi, ra làm gì nữa. Có vẻ như cái lá này, soulmate này ra, nó chỉ khẳng định lại rằng thực sự các bạn là những linh hồn đồng điệu với nhau. Các bạn là tri kỷ với nhau. Các bạn có những cái đặc điểm rất là giống nhau. Bạn và người cũ này á, có vẻ như từng nghĩ rằng là các bạn sẽ là thực sự dành cho nhau, là người mà mình muốn kết hôn đây, chứ không phải là một người mà mình sẽ yêu hời hợt đâu. Các bạn đồng điệu với nhau, nhưng các bạn cũng có những cái đặc điểm rất là trái ngược với nhau ha. Fun time. Đây là một người mà yêu thích những cái sự vui vẻ, bữa tiệc, tiệc tùng. Và bạn và họ cũng đã từng có những cái khoảnh khắc nó hơi điên dại một chút, nhưng mà khá là vui vẻ. Khoảng thời gian mà mình thấy các bạn bên cạnh nhau á, thì vui có, buồn có. Nhưng mà nếu mà nói là buồn á, thì rất là đau. Nhưng mà vui á, thì cũng rất là vui, rất là thực sự bỏ qua hết tất cả mọi thứ, tất cả những ràng buộc liên quan đến tính con người ở thực tại này. Và các bạn chỉ thực sự tận hưởng cái khoảng thời gian được vui vẻ bên cạnh nhau thôi. Long distance. Người này và bạn có thể ở thời điểm hiện tại đang ở xa nhau, có khoảng cách với nhau. Các bạn có thể hay mơ về nhau quốc. Các bạn có những cái định hướng nghề nghiệp khác biệt với nhau. Nhìn chung thì cái sự chia xa này có thể là do tính chất công việc của cả hai. Ở thời điểm hiện tại họ đang làm công việc yêu thích của họ. Nó có tính sáng tạo rất là cao, hoặc là họ đang phát triển rất là mạnh. Có vẻ như thời điểm hiện tại họ đang học hỏi rất là nhiều. Họ cũng là người có nhiều cái dự tính, dự định mà họ muốn hoàn thành. Họ luôn cố gắng, họ có ý chí, có quyết tâm cao. Người này là một người có vẻ như mũi của họ cũng khá là to, khá là dày.
mũi cao. Mình thấy họ đi khá là nhanh. Họ khá là năng động. Người này có thể là hay nghe nhạc nước ngoài, đặc biệt là nhạc US UK. Cái hình ảnh mà mình nhận được nữa đó là có một hình ảnh của một lễ hội lửa trại ở đây, cho nên người này có thể là một người mà cũng khá là tích cực trong các công tác đoàn đội này, các công tác của những hội nhóm thiện nguyện, các công tác của câu lạc bộ. Mình sẽ xem là suy nghĩ của họ về bạn lúc này. Đây có hơi mệt. Chà, hơi mệt cho thấy rằng là cái suy nghĩ của họ về bạn lúc này á, đó là người này họ mặc dù ở xa bạn thật, mặc dù giữa hai người á đi trên hai hành trình khác nhau riêng biệt, nhưng mà các bạn thực sự là có hay nghĩ về nhau nha. Các bạn vẫn hay len lỏi vào trong suy nghĩ của nhau này, các bạn hay len lỏi vào giấc mơ của nhau này, và ở đó các bạn gặp gỡ nhau. Mình cảm thấy rằng là người này họ vẫn hay nghĩ về cái mối quan hệ với bạn, vẫn hay xem lại những cái thước phim kỷ niệm của cả hai người. Và thực sự dù là hai người ở thời điểm hiện tại có vẻ như cũng không ưa nhau lắm, nhưng mà các bạn vẫn là một cái ký ức nào đó trong tim của cả hai mà nó không thể quên được. Bảo muốn quên lại không á thì có vẻ như họ không muốn quên lại, nhưng mà bảo có quên được không á thì chắc chắn là không. Bạn có một cái vị trí rất là đặc biệt. Họ suy nghĩ về bạn ở thời điểm hiện tại rằng bạn là người mà đang đi trên cái hành trình riêng của bạn. Bạn rất là thông thái, bạn là một người trưởng thành, một linh hồn già nua, già cõi, già lắm. Bạn là một người có gương mặt sáng sủa, trán cao rộng. Không biết là ngoài đời bạn có như vậy không, nhưng mà họ thấy như vậy ha. Nói chung là ngũ quan của bạn khá là cân đối, và họ cũng khá là thích cái gương mặt của bạn. Cái gương mặt của bạn luôn ở trong tim họ, nó in sẵn cái hình ảnh ở đó rồi, nó không có phai đi được ha. Trong cái suy nghĩ của họ về phía bạn lúc nào cũng buồn hết ấy. Ở đây có ba gậy cho thấy rằng cái suy nghĩ của họ về phía bạn. Người này họ đang lên một cái dự tính nào đó để có thể gặp gỡ lại bạn, hay là họ muốn hẹn lại với bạn, gặp bạn, nhắn tin cho bạn, gọi điện cho bạn. Người này và bạn có thể có một cái đích đến nào đó mà có thể các bạn sẽ cùng về cái nơi đấy. Vậy nên là họ có những cái suy nghĩ mong rằng một ngày nào đó các bạn sẽ gặp gỡ lại nhau ở cái nơi đó. Mặc dù á là có vẻ như không muốn quay lại, nhưng mà cũng muốn gặp lại nha. Vẫn hướng về bạn. Không có buông bỏ bạn xuống được ấy. Thông điệp mà mình nhận được ở đây đó là đúng là nghiệp quả ấy. Trong mắt họ có thể mối quan hệ với bạn á nó là một mối lương duyên mang tính nghiệp quả rất là nặng. Ở đây có vua su. Chà, vua sư cho thấy rằng họ thấy bạn ở cái thời điểm hiện tại có một cuộc sống rất là ổn định. Có thể bạn đã có một người mới, một mối quan hệ mới chắc chắn hơn, đem đến cho bạn tất cả những gì mà bạn mong muốn. Những gì mà họ không thể cho bạn thì cái người mới này đều có thể đưa đến cho bạn. Ở đây có kỵ sĩ su. Kỵ sĩ su cho thấy rằng người này thực sự thấy bạn là một người rất là giàu có nha. Giàu sụ luôn á, giàu hơn bạn. Giàu hơn họ. Họ thấy rằng là bạn với họ khác biệt quá, nhưng mà bạn với họ cũng đồng điệu quá, hai người không thể nào tách rời được nhau. Hai người thực sự rất là giống nhau. Họ thực sự cảm thấy rằng bạn rất là hiểu họ, không biết làm sao mà bạn lại rất là hiểu họ. Bạn có một cái sự bao dung với họ, một cái sự thấu hiểu dành cho họ. Bạn mang tất cả những cái yếu tố mà thực sự họ cần để làm một người mà có thể đồng hành theo đường dài với họ. Nhưng mà nhìn chung á, thì sao họ vẫn thấy là hai người quá khác biệt như vậy. Họ không buông được bạn xuống. Ở đây có Eight of Pentacles. Eight of Pentacles cho thấy rằng họ đánh giá bạn là một người ở thời điểm hiện tại á, bạn giàu quá. Bạn giàu quá đến nỗi mà bạn mang cái tiền của bạn đi cất, đi tiết kiệm, đi giấu rồi. Tức là ở thời điểm hiện tại họ thấy rằng bạn là người có một cái khoản dư nào đó rồi. Đấy, bạn đã có một cái gì đó cho mình rồi, và họ 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 suy nghĩ của họ về phía bạn lúc này. Suy nghĩ của họ về bạn lúc này thì bạn giàu nhưng mà bạn rất là thường dân. Bạn rất là tiết kiệm, bạn ăn mặc rất là bình thường, cũng không có chăm chút bề ngoài của mình, không có đầu tư cho những cái nhu cầu ở cuộc sống này. Các bạn kiểu có gì thì xài nấy. Nên họ thấy bạn khá là đơn giản, cũng hơi xuề xòa một tí.
Nhưng mà cái điều đấy á, điều đấy lại không phải là cái điều mà họ chú tâm vào, mà cái sự chú tâm của họ chính là họ rất là nhớ bạn, họ rất là mong bạn, họ rất là kết nối với bạn. Họ vẫn muốn gặp lại bạn nhưng không có nghĩa là họ muốn quay lại với bạn. Thấy hơi mâu thuẫn rồi đấy. Ai chà. Ở đây có 9 ly. Suy nghĩ của họ về phía bạn. Họ thực sự rất là muốn gặp lại bạn luôn ấy. Mình thấy rằng là cái suy nghĩ của họ về phía bạn rằng họ muốn gặp lại bạn và cả hai người sẽ có một cái khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh nhau. Hai người có thể sẽ có một cái bữa hẹn hò với nhau, đi ăn, đi chơi cùng nhau, được thoải mái, không có vướng bận về cái yếu tố bên ngoài làm gì. Chà, 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 mình thấy ở đây đó là có vẻ như người này ở thời điểm hiện tại có thể là họ có một người khác rồi. Nhưng mà họ vẫn muốn gặp lại bạn, họ vẫn muốn đi chơi với bạn. Họ không muốn màng thế sự rằng là chúng ta đã thuộc về ai, chúng ta đã ràng buộc với ai, chúng ta là những linh hồn như thế nào. Chỉ đơn giản là họ muốn gặp lại bạn, họ muốn được đi chơi vui vẻ cùng bạn, có những cái khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên cạnh bạn vậy thôi. Bởi vì hai người có vẻ như là xa cách khá là lâu rồi ấy, và nó có vẻ như là trùng trùng điệp điệp ở đây, vậy nên là dù là ở trước mắt ấy thì cũng nhìn như là khó khăn lắm hai người mới có thể gặp gỡ được nhau ấy, nên là họ rất là muốn gặp lại bạn. Ở đây cũng có tính chất công việc, vậy nên là có vẻ như bạn hoặc họ hay đi xa, hoặc là tính chất công việc sẽ là hay đi lại, hay di chuyển đấy, nên là họ muốn gặp lại bạn lắm. Có vẻ như người này rất là nhớ bạn ở cái thời điểm hiện tại. Không biết là cái thời điểm trước và cái thời điểm sau, thời điểm này á, khi mà bạn xem trải bài này thì nó còn như vậy không. Nhưng mà ở thời điểm mà bạn xem được cái trải bài này thì mình cảm thấy cái cảm xúc của họ lên hừng hực luôn ấy. Nhưng mà có vẻ như họ cũng cũng không phải là một người mà tự ti về cái việc là họ có ít tài sản hơn bạn. Chỉ là họ thấy rằng cái con đường mà bạn đi á, có vẻ như là nó dễ dàng hơn họ. Và họ chỉ muốn tập trung vào cái công việc của mình để họ có thể có được một cái khối tài sản. Họ phải có được thì họ mới tự tin đứng bên cạnh bạn. Họ mới có thể là lo được cho bạn, kiểu vậy. Họ không muốn dựa dẫm vào bạn, họ không muốn phụ thuộc vào bạn. Ok. Suy nghĩ của họ về phía bạn. Ở đây có Eye of Swords. Chà. Đấy mà. Họ muốn có một cái gì đó làm mới lại cái mối quan hệ này. Họ muốn khởi đầu lại với bạn. Và khởi đầu này á, thì ít nhất là hai người vui vẻ, hai người nói chuyện lại được, hai người làm bạn đi chơi lại được với nhau thôi. Giống như là mình chưa từng có chuyện gì xảy ra ấy, kiểu vậy. Nhưng mà có vẻ như nó khó khăn, bởi vì Eye of Swords thì đúng là khó khăn thật đấy. Eye of Swords là khó khăn ha. Trong cái năng lượng mà mình cảm nhận được đó là cái suy nghĩ của họ về phía bạn lúc này á, đó là nhìn bạn hơi rầu nha, tức là nhìn bạn hơi buồn ấy. Họ đánh giá bạn ở cái thời điểm hiện tại có vẻ như là cuộc sống về vật chất thì bạn không có lo lắng gì, nhưng mà về cuộc sống tình cảm của bạn thì khá là đơn côi. Mặc dù có thể là bạn đã có ai đó rồi nhưng có vẻ như bạn không thực sự hạnh phúc. Ok, mình sẽ rút thông điệp cho các bạn. Các bạn có Freezer sale à? Honeymoon. Thông điệp cho mối quan hệ này. Thực ra cái lời khuyên cho các bạn là nếu các bạn đang trong một mối quan hệ mà các bạn cảm thấy không thực sự yêu người ta thì các bạn nên dừng lại, giải phóng, giải thoát cho người ta để người ta còn có cơ hội người ta đi tìm một cái người thực sự có thể đem đến hạnh phúc cho họ. Còn nếu ở đây bạn thực sự yêu người ta rồi mà người cũ này á nó vẫn còn trong tim bạn á thì hãy để nó là một kỷ niệm thôi. Bạn phải tạo ra một cái giới hạn cho cái mối quan hệ này. Mặc dù cả hai người đúng là soulmate của nhau. Ở trong cái trải bài của các bạn mà đến nỗi mà có hai lá soulmate như thế này thì không thể nào nói là các bạn không phải soulmate của nhau. Thực sự cái sợi dây kết nối của cái tụ này nó rất là chắc. Đây là tụ mà mình cảm thấy các bạn kết nối sâu đậm nhất luôn và cũng sẽ có rất là nhiều vấn đề ở đây này. Cho nên là không vì là họ là soulmate của mình mà
mình lại vô tình làm tổn thương cái người hiện tại của mình được. Cái đấy không phải là một cái điều đúng. Vậy nên là tùy theo cái tình huống của các bạn, có một người thực sự thương người ta rồi thì cái mối quan hệ này để nó là kỷ niệm thôi. Nhớ là luôn giữ cái ranh giới với cái mối quan hệ cũ này, không để nó xâm chiếm đến cái cuộc sống thực tại của bạn. Còn nếu bạn vẫn còn thương người ta, cái người cũ nha, thì á hãy mở lòng mình ra, hãy giải phóng mình khỏi những cái nỗi buồn, những cái tổn thương cũ mà hai người đã gây ra cho nhau. Hãy sẵn sàng cho mình mở cửa trái tim để đón nhận những cái cơ hội vũ trụ có thể đang sắp đặt để đem tới cho hai người, những cái cuộc gặp gỡ, những cái cuộc hội ngộ định mệnh. Và cái cuộc hội ngộ định mệnh này có thể sẽ là một cái cuộc hội ngộ rất là vui vẻ, rất là lãng mạn, hạnh phúc, cũng như là nó có thể sẽ dẫn tới một cái sự cam kết nào đó, một cái sự chuyển mình của cái mối quan hệ này. Các bạn sẽ có thể thực sự thấu hiểu trái tim của nhau, sẽ có thể thực sự là cảm thông cho nhau, cái trái tim của bạn và họ sẽ thực sự kết nối lại một lần nữa. Bởi vì khi mà có chín ly ở đây á, thì nó cũng thể hiện cho cái việc đó là các bạn có vẻ như đúng là định mệnh của nhau ấy. Sẽ không có một ai có thể đem tới một cái hạnh phúc khác cho các bạn ngoài người này. Bởi vì vốn dĩ các bạn có vẻ như là sinh ra là dành cho nhau. Kiểu vậy đấy. Nếu mà nói rằng là nếu không có người này thì sẽ có người khác tốt hơn, phù hợp hơn với bạn thì đúng. Đúng, nhưng mà ở trong cái trường hợp này á thì có vẻ như là ngoại trừ cái trường hợp các bạn đã tìm được một người phù hợp với các bạn đúng như cái câu lúc nãy mình nói, thì còn lại cái trường hợp đó là đây chính là cái người mà bạn đã tìm kiếm, cái người vợ, người chồng tương lai của bạn, người mà có thể hiểu bạn, song hành cùng bạn ở cái kiếp sống này. Đó. Một người mà có thể đi tận sâu vào trái tim của bạn mà không than phiền chính là người này. À, bắt đầu mình thấy cái nỗi đau của tụ này nó lớn quá rồi đấy. Nó lớn đến nỗi mà nó khiến các bạn phải thức tỉnh, phải bừng tỉnh sau cơn mơ luôn. Ngọt ngào hạnh phúc thì ít, nhưng mà nỗi đau thì nhiều. Nhưng quan trọng vẫn là các bạn lại nhìn nhận vào những cái điều hạnh phúc mà các bạn có với nhau nha. Vậy mới hay chứ. Người ta thường người ta chỉ nhìn vào những cái nỗi đau mà người ta đã gây ra cho nhau. Ấy mà các bạn lại ngược lại, những cái điều hạnh phúc ngọt ngào dù là nhỏ nhoi, những cái ôm nó rất là ngắn. Thời gian bên nhau nó rất là ít đấy, nhưng thực sự rất là trọn vẹn ở đây. Những cái cử chỉ nhỏ nhẹ nhàng các bạn có với nhau nó rất là đẹp. Thực sự là mình nhìn cái lá guốc này mình ngứa mắt cực kỳ luôn. Có lẽ là bởi vì cái tính chất công việc của cả hai người khiến cho cả hai người không thể ở gần nhau ở cái thời điểm hiện tại, và nó cũng là một cái yếu tố mà cái mối quan hệ này nó không thể phát triển hơn. Và những cái điều đấy nó đem đến cho các bạn cái sự phát triển về mặt linh hồn, nhận thức, những cái bài học các bạn cần học với nhau. Wow. À, cái mối quan hệ này á có vẻ như là nghĩ là tan, nghĩ là không xong rồi ấy. Nhưng có thể là các bạn sẽ có kết hôn với nhau, sẽ tạo thành một cặp đôi ở thực tại này ấy nha. Có một cái sự cam kết ở đây. Tuy nhiên rằng là mọi thứ nó vẫn chưa có rõ đâu. Các bạn chưa biết được vũ trụ đã có những cái sắp đặt gì đâu. Bây giờ thì cố gắng để chống đối đi, nhưng mà sau này thì chưa biết đâu ha. Đây là với những bạn mà các bạn thực sự cảm thấy bạn và người này rất là đặc biệt nha. Còn những bạn mà thực sự các bạn đã không còn muốn chọn cái mối quan hệ này, các bạn từ chối tiếp tục kết nối với người này á, thì chẳng ai ép được bạn cả ha. Đó là cái ý chí tự do riêng của bạn. Giống như cũng có những linh hồn từ chối cái sứ mệnh của mình vậy. Cho nên là một số bạn ấy sẽ chọn cái người mà các bạn đang kết nối và để người cũ này ở trong ký ức. Còn một số bạn chủ yếu là đang độc thân và biết rằng các bạn có một cái kết nối thực sự sâu sắc như vậy, thì tương lai mối quan hệ này có thể sẽ có cái sự bình yên trở lại.
các bạn có thể sẽ tìm được đường về với nhau. Các bạn sẽ có thể diễn ra một cuộc hôn nhân. Các bạn sẽ xóa tan mọi cái suy nghĩ, cái mong muốn hay là những cái điều mà nó không tốt, không tích cực mà nó tác động lên cái mối quan hệ này. Và các bạn sẽ có một cái khởi đầu mới. Một cái điều gì đó nó sẽ được sinh sôi sau một cái trận hỏa hoạn, sau một cái sự càn quét. Mình nghĩ là mình dừng cái trải bài ở đây được rồi ấy, bởi vì mình thấy là sau tất cả những cái điều mới tràn đầy hạnh phúc, sự thấu hiểu, tình yêu sẽ được nảy nở, sẽ được hồi sinh. Tình yêu của các bạn dù là có trải qua cái ngọn lửa nó thiêu đốt như thế nào thì nó vẫn còn đó cái mầm mống. Dù là mọi thứ có cháy hết nhưng mà tình yêu của các bạn vẫn còn đây. Và nó chính là mầm mống để có thể là sẽ phát triển lên sau khi mà mọi thứ ở cái bề mặt nó được dọn dẹp sạch sẽ. Nó sẽ có một cái khoảng không gian thoáng đãng để các bạn có thể xây dựng lại tình yêu của mình một cách hoàn toàn mới. Một cái mối quan hệ đáng để mong chờ. Và đó là thông điệp cho tụ số 4. Cảm ơn tụ số 4 rất là nhiều và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nhé. Mong rằng những cái sự thuận lợi sẽ đến với mối quan hệ của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye mọi người.